Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đang ở khu đô thị Green Symphony ở An Lạc. An Lạc Green Symphony. Và hôm nay mình sẽ vào cái bể bơi của cái khu này để trải nghiệm. Hôm nay thì sẽ có cái sự kiện là ra mắt cái cơ sở mới của bên S Club của cô giáo Hằng ở cái bể bơi này. Đây, khu đô thị này. Cái khu đô thị này ngày xưa mình, cái thời mình làm kiến trúc rồi 2017 là mình ngồi vẽ đây. Ngồi vẽ, toàn ngồi vẽ Revit. Ủa, bây giờ họ xây lên giống hệt ngày xưa mình vẽ luôn, không khác một tí nào, chuẩn luôn. À, bây giờ mình sẽ đi vào khu bể bơi. Chắc người đến đây rồi. À đây, để dép đây. Bây giờ mình sẽ đi vào phòng tắm trắng và thay đồ của Nam. Rất là đẹp. Đây là khu VKC. Đây là phòng tắm trắng và thay đồ, rất là đẹp, đẳng cấp. Đây là cái locker, tủ đồ. À, đây là cái phòng sông này, sông khô, sông ướt này. Úi giời, đang trò trang. Thôi bây giờ thay đồ đã. Ôi, phải bơi đông người phết đây. Đây, quay về bơi này. Ở đầu này có ăn chia trẻ em à? Đã thấy ai được nhỉ? Sao bảo Hằng mà 6 giờ ra đây mà. Chết giờ lừa bịp mình à. Pano thì thấy đây rồi. Pool party đây rồi. Đây chính là bể bơi chính. Bể bơi này thì kích thước là khoảng 12,5 x 25 m chiều dài, 25 m chiều dài nhá. Độ sâu thì 1,4 m từ đầu đến cuối. Bên trên thì sẽ ốp cái sàn gỗ, gỗ nhân tạo, và bên dưới là dưới đáy bể bơi thì lát đá rất là đẹp. Ở đây view ra cái khu biệt thự luôn, và một cái hồ tự nhiên này. À, cũng không phải hồ tự nhiên đâu, hồ nhân tạo thôi, nhưng rất là đẹp. Ok. Giờ là đội ngũ S Club, sau một tiếng đồng hồ mình bơi thì họ mới đến. Bây giờ đang đến chụp hình. Đấy. Đây, mà banner pool party đây.